Cho cháu mỗi loại hai cái với cô nhá. Đồ ăn vào trong vòng 1 tháng của một du học sinh Hàn. Mũi của nó to bằng cái bàn tay của em. Đến đây rồi mọi người sẽ phát hiện ra rằng có những cái món ngon nhất không phải là món đắt tiền nhất, mà là những cái món mà chúng ta được ăn cùng nhau. Ngày cuối cùng ở Việt Nam thì mình sẽ đi chợ cùng mẹ. Đã về đến Hải Phòng rồi là nhất định phải đi food tour nha mọi người. Lần nào mà mình đi thì cũng sẽ có các anh chị em họ dẫn đường. Hôm nay bọn mình đến chợ Cố Đạo này. Chị mình bảo ở đây có nhiều món ngon nên là đi thử xem sao. Ở quán này thì bọn mình sẽ gọi phở cuốn, bánh tôm, bánh bột lọc. Lần trước về thì mình có ăn ở chợ Cát Bi rồi. Hôm nay ăn thử chợ này xem có gì khác không nhá. Vì mình thích ăn cay với cà chua nên mình sẽ pha nước chấm theo khẩu vị của mình. Cùng là người Hải Phòng nhưng mà chị mình gọi là chí trương, còn mình thì gọi là tương nha. Có một bát nước chấm theo ý thích rồi thì ăn gì cũng sẽ thấy ngon thôi. Bánh bột lọc dai dai, trơn trơn, nhân thì thơm, ngon. Nói chung là chấm nước chấm ăn là hoàn hảo. Nước chấm cũng có rau này, xong lại ăn với rau sống nữa nên nó sẽ không có bị ngán nhiều. Mọi người mà đến Hải Phòng nhớ thử hai món cuốn đấy là món phở cuốn như thế này và món cuốn thủy nguyên nha. Mình thấy bánh tôm này thì ăn na ná bánh xèo nhưng mà bánh này thì chỉ có tôm, còn cái kia thì có đủ các loại nhân nữa. Ăn mấy món chưa thấy no nên lại gọi thêm một đĩa chân gà. Mà phải công nhận là ngon nha, kiểu chua chua ngọt ngọt. Chân gà thì giòn, rau cũng giòn, thêm cái thơm của lạc và rau thơm nữa là ngon xỉu. Tiếp đến là anh chị mình chở đi uống cà phê cốt dừa, lần đầu tiên mà mình được thử món này. Cô hai cái nào cô? Cà phê cốt dừa thì bọn mình uống ở đường Lam Sơn, quán này này. Mình thì mê cà phê và cà mê nước dừa nhưng mà đúng là cái món cà phê cốt dừa này thì mình chưa có thử qua bao giờ thật. Nhìn cô ấy làm thôi mà đã thấy thèm luôn rồi ấy. Cà phê cốt dừa. Của em là cái gì hả cô? Đấy là dừa dầm ạ. Em thấy ai cũng kiểu có cà phê của mình ăn dừa dầm. Huyền bắt em gọi. Mình không biết mọi người như thế nào, chúng mình là mê món này rồi đấy. Từ hương vị cho đến topping đều là những thứ mà mình cực kỳ thích luôn. Vừa bước ra khỏi quán cà phê, đập ngay vào mắt mình là một xe đầy ắp bánh rán nữa chứ. Đây bánh gừng, đây bánh đường, đây bánh mật, các ăn thử đi. Bánh vừng thì bán như nào hả cô? Bánh vừng bán như nào ạ? 1.500, bánh nhỏ cái 1.500. 1.500 một cái hết ạ? Ừ. Cho cháu mỗi loại hai cái với cô nhá. Hai cái. Cái này 2 hết. Nói thật luôn, bánh vừng mật nhà đó chỉ có tên. Đấy. Đấy, tất cả đấy. Tất cả cái này cũng thế ạ, cái kia cũng thế ạ. Cái này là 10.000. Dạ vâng vâng, cô cứ tính tiền cho cháu là. Hai cái này nữa hả? Dạ vâng ạ. Hai cái này nữa không? Cái này nữa ạ. Cái này là không có đường mà nhỉ. Ăn nhạt hẳn. Dạ vâng vâng vâng. Vâng. Cháu ăn cái đấy cho đỡ béo. Không phải lớp nhạt hẳn ấy, dành cho những người tiểu đường ấy. Vâng, cháu ăn cho đỡ béo. Không phải sợ bạn không ăn. Kia. Đúng này hả? Vâng. Cái đấy lâu lắm mới không ăn ấy nhỉ. Cái bừng nhé là 7 cái 10.000 này. À, cháu cảm ơn. Cho tính 10.000 mới 10.000 là 20.000 này. 20.000 mấy chỗ này 11 là bao nhiêu? 20.000 mình 31.000. 21. 20.000 31. 31. Là 4. 40. Cái đấy 15 ạ? À? Vậy là 46.000. Mẹ thêm mình giá ăn, ăn thử đấy hùng nhá. Vâng ạ. Ăn cực kỳ luôn đi. Ăn thử giá. Cái này không thôi, không không sao. Không được rồi, cô mời. Cô mời. Ngon thật. Giòn thơm ngon tắc mang. Nhân đỗ cũng nhiều nữa. Tony ăn không Tony? Ăn no nê rồi thì bây giờ bọn mình sẽ gói phần mang về cho mẹ đây. Đố mọi người đoán được tên của chiếc cầu mà mình đang đi qua đây. Xong bé trước mặt em. Mẹ cầm cân ra trước mặt cái Huyền. Sau khi Huyền đi ăn về. Huyền mày đứng lấy thử là xem mày bao nhiêu cân này. Đây, mua bánh mè này với cả mua cà phê ấy. Cà phê cốt dừa, cái này phải lấy đá Huyền ạ. Lấy đi. Không đá. Mẹ phải cho đá ạ, như này ăn nó rất đặc luôn. Cái này là bánh thấy cái bà gì khổ khổ ấy. Thế là mua cho bà một cái. Bánh này thì là lâu lắm mới không ăn, hồi bé ăn nhưng mà lớn lên thì không thấy. Hôm nay mới thấy. Nên là mua cái này. Mua mỗi loại hai cái luôn. Đúa thì loại nhưng mà hơi nhiều túi bóng nhá. Nhưng mà không còn cách nào khác, tại vì mua gói về thì người ta phải cho vào túi bóng thôi. Hả? À, không tăng. Bọn con tăng cân, mẹ định không tăng cân à? Mẹ ăn thử đi. Cái này nè, cái này ngon nè. À, bánh này không đường này. Đây. Bánh này không đường. Mẹ thử cái này cơ, cái đây cái này trước. Còn cái này là bánh. Bánh này cái này là bánh rán chay không có đường. Cái này ngon à? Cái đấy ngon đúng không? Cái này cũng là best seller của quán đấy nhỉ. Cô cũng bảo là cái đấy ngon nhất, cái đấy phải ăn thử. Ngày hôm sau khi ăn cỗ xong thì nhiệm vụ của các anh chị em phải là ngồi lại để bổ một cái quả mít to như thế này. Mình không hiểu ở đâu ra mà nhà mình nhiều mít lắm luôn. Quả này thì là hái trên cây mấy hôm trước, đúng hôm nay thì nó chín. Cây mít này bác mình trồng năm nay mới là năm thứ 2 ra trái thôi mà quả tận 16 kg. Em mà quả này được cái mỏng vỏ nhở. Ngon đấy. Ngon xỉu luôn. Yêu cái múi của nó to bằng cái bàn tay của em bác luôn ấy. Dã man. Bí quyết bổ mít mà để nhựa không dính ra tay là phải dùng lá để lau hết cái phần nhựa ở lõi kia đi nhá.
Còn bổ xong mà bị dính nhựa thì để tay vào trong hũ gạo là ok. Cúng 100 ngày cho bà xong là em mình cũng dục dịch quay trở lại Hàn để nhập học kỳ mới rồi. Thì bạn mỗi tháng về Việt Nam một lần và mỗi lần đi sang Hàn. Đấy. Kinh khủng khiếp. Đây, đồ ăn vào trong vòng 1 tháng của một du học sinh Hàn. Vali thứ hai mãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây là một chiếc để nó không cầm quần áo ấy, cầm bất cứ một cái gì đồ dùng cá nhân luôn ấy. Nó chỉ cầm mỗi đồ ăn thôi, cả hai cái vali đầy. Dã man. Mình không hiểu sao là đến tận lần này về mình mới phát hiện ra là Hải Phòng về đêm rất là đẹp. Trung tâm thành phố ở đâu cũng ngập sắc đỏ của lá cờ, màu đỏ của hoa phượng và ánh đèn lung linh của những cái xe bán lề đường sau dịch. Khoai lắc phô mai xí muội. Bây giờ cô phải chiên à? Cháu làm ăn cô ạ. Và lần này về mình có biết thêm một trải nghiệm rất là vui, để là uống trà đá ở dưới cầu Hoàng Văn Thụ. Gió mùa này thì rất là mát mà vừa ngồi uống trà vừa nghe tiếng sóng tạt vào cũng êm tai nữa cơ. Chị mang cả vào đây á? Ăn chứ. Chị mua là để vào đây ăn mà. Mình được ăn ở đây hả? Được. Uống kiểu tôi đi. Khoai lắc, khoai chiên. Vì uống trà tắc xỉ muội ở đây rất là ngon nên là hôm nào mình cũng đòi uống hết trơn á. Mọi người nhớ phải ghé đây để thử một lần nhá. Chị Linh, để cơ hội cho Hồng Minh nào. Đâu có trà tiên đâu mà cũng tranh nhau á. Bò bía cơ mà. Cả bò bía nữa mà. Ui, cho 2 10 đi, cho 2 bò bía. Lâu lắm không ăn heo ốc Huế. Ui, kìa nó chảy ra tay tao mày kìa tao. Đây. Ôi, ăn đi. Cái. Ăn cái này là đủ chưa? Bao nhiêu tiền một cái ạ? 10.000. 10.000 một cái ạ? Ngon nhỉ? Mọc phong thủy. Thấy không chú? Đúng rồi. Thế là chú bán đến mấy giờ rồi hả chú? Bán tí nữa thôi, 1 giờ rưỡi đi. Chứ ở Hải Phòng chị chỉ là... không qua đêm. Lúc nào các bạn về hết thì nhỉ? Cháu cảm ơn. Nhìn cái túi của Tâm này. Túi của con người 26 tuổi. Đến đây rồi mọi người có thể rủ bạn bè hoặc là rủ anh chị em trong gia đình như mình chẳng hạn. Đến đây rồi mọi người sẽ phát hiện ra rằng có những cái món ngon nhất không phải là món đắt tiền nhất, mà là những cái món mà chúng ta được ăn cùng nhau. Ngày cuối cùng ở Việt Nam thì mình sẽ đi chợ cùng mẹ và các anh chị trong gia đình của mình. Dưa xiêm nè, bé tí luôn. Khách dưa 3 tiền một quả. Bây giờ mình bắt đầu mới đấu đây. 25 nghìn một quả. Bây giờ làm đây, bây giờ bắt đầu làm cũng có phút đúng không? Mấy quả lấy mấy quả? 6 quả. Nhưng mà mấy quả? Nhưng mà được ăn bún ta là lâu đấy. Không ăn bún. Cho lấy 6 quả. Đấy là mới đi. Lần này về Việt Nam là mình uống quá trời nước dừa luôn ấy. Cứ 15-20 nghìn một quả, ngày nào cũng uống. Đến ngày cuối rồi mình nhớ là chưa có ăn thạch dừa nên phải mua liền. Mẹ lại mua gì mẹ? Mẹ mua gì? Rồi sữa bán như thế nào? 100 nghìn nửa cân. Nửa cân 100 nghìn. Đây là bằng một con. Không. Nóng. 100 nghìn tiền rồi sụn. 100 nghìn tiền thịt kia. Thế là 100 nghìn thịt này á? Nhiều quá không mẹ? Thật rẻ. Ôi mẹ lại mua làm gì cái này ở bên Hàn nhiều mà. Mua về ăn tí thôi mà. Mình vẫn thích ăn thật rẻ Việt Nam. Thật rẻ. Điều mà mình thích nhất mỗi lần về Việt Nam đấy là trái cây rất là rẻ, ăn thoải mái luôn. Đặc biệt là trái cây mua ở chỗ ấy. Nhãn to ơi là to mà có 10 mấy nghìn một cân. Ngày nào gì mình cũng mua cho ấy. Ở bên Hàn thì trái cây nhiệt đới rất là ít, mà có thì nó cũng sẽ rất là đắt. Nên với một đứa mê trái cây nhiệt đới như mình thì Việt Nam vẫn là thiên đường nha. Chợ mà hôm nay mình ghé thì là chợ núi đèo ở trung tâm huyện. Chợ rất là to nên cái gì cũng có hết trơn đấy. Mọi người có gì thì ghé nhá.
đơn này ăn nửa gì biết dê nào. 10.000 một bát đấy hả bác? Thế cho em 2 bát, 20.000. Không ăn chưa nhanh hả chứ nhỉ? Dạ. Ăn chưa? Chưa, chưa. Hôm nay lần đầu tiên ăn cái bát. Để chưa nhanh ăn cơm. Cái này cái thịt ba chỉ ngon anh nhỉ? Khi này đắt hàng trước rồi nhỉ? Còn mình nhé hả bác nhỉ? Người ta ấy. Em mua 20.000. 20.000 rau sống. Cả rau sống, cả rau chuối. Cả tật tật, cả rau khô. Gạo này rau nó đắt, ăn ở đây là rau ngon. Rau thơm chứ bác? Ừ. Vâng. Xay sẵn chưa? Thôi. Cho 50.000 đi. 50.000 cua hả? Chiều về nấu riêu một bữa. Đâu nó phải mua qua đây. Cho 2 túi như vậy đi. Mỗi túi 50.000. Có một túi thôi. Thôi gửi mẹ mai nhỉ. Ngon lắm. Bà mất rồi cho nên là bây giờ mình với chúng mình thôi. Anh thương ba là nhỉ. Quay mà nó mua nó quay đâu bà. Nhớ mà. To nhỉ. To nhỉ. Chuyến đi chợ cùng mẹ và các anh chị đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ về nhà để ăn cơm cùng với cả đại gia đình đây. Công nhận là đợt này về Việt Nam thì mình không có quay clip nhiều, nhưng mà bù lại mình đã có rất nhiều khoảng thời gian đáng nhớ bên gia đình của mình. Giờ thì quay lại Hàn và tiếp tục những công việc khác của mình thôi. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những vlog tại Hàn nha. Bye bye.